Công ty Kiến trúc Phong Thủy Thái Nguyên và Đức Trung xin gửi lời chào đến các quý vị và các bạn đang theo dõi video ngày hôm nay. Và trong video này thì theo cái tiếp nối những cái video mà Đức Trung có hướng dẫn quý vị và các bạn nắm bắt cũng như sử dụng món vật phẩm phong thủy, đó là đồng hồ phong thủy. Và trong những video trước thì Đức Trung đã hướng dẫn quý vị và các bạn món vật phẩm, đó là đồng hồ La Kinh, rồi đồng hồ Bách Phúc. Vậy thì trong ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tiếp cận và biết đến một chiếc đồng hồ tiếp theo. Và đây là một trong những chiếc đồng hồ rất đặc biệt để giúp quý vị và các bạn kích hoạt thêm yếu tố về hòa hợp, rồi là tình duyên, hay là yếu tố về tài lộc trong gia đình chúng ta chẳng hạn. Bởi người ta nói là hòa hợp thì sẽ sinh phú quý. Và Đức Trung sẽ cùng hướng dẫn quý vị và các bạn đến chiếc đồng hồ tiếp theo, đó chính là chiếc đồng hồ cuối cùng tại Phong Thủy Thái Nguyên, đó là đồng hồ hoa mẫu đơn ha. Đồng hồ hoa mẫu đơn thì chúng ta sẽ nắm được ngay cái yếu tố chủ đạo của chiếc đồng hồ này, đó là hình ảnh của hoa mẫu đơn và đôi chim chích, đúng không ạ? Vẫn với cái lối thiết kế như giống như hai chiếc đồng hồ khác, đó là viền thì sẽ là viền màu đỏ để tạo sự may mắn cũng như là hóa sát kỵ tà, và hình ảnh chủ đạo trong chiếc đồng hồ đó chính là chùm hoa mẫu đơn và đôi chim chích nhé quý vị nhé. Chúng ta biết rằng là hoa mẫu đơn thì được coi rằng là vua của các loài hoa, đúng không ạ? Và hoa mẫu đơn tượng trưng cho sự vương giả, phú quý và cũng như là sự sang trọng. Đây cũng chính là loài hoa mà mang lại cái sự may mắn trong tình duyên, trong tình cảm của những cá nhân mà chưa có người yêu chẳng hạn, hoặc là sẽ tăng thêm yếu tố về hòa hợp cũng như là gắn bó đối với những cặp vợ chồng, hay là tạo thêm cái sự hòa hợp cho cả gia đình chẳng hạn. Thì đây cũng chính là chiếc đồng hồ mà sử dụng cho mục đích đó. Vậy thì chiếc đồng hồ này sẽ sử dụng như thế nào? Với chiếc đồng hồ hoa mẫu đơn chúng ta sẽ có thể sử dụng theo 3 cách như sau nha. Cách thứ nhất, Đức Trung sẽ tiết lộ đối với các bạn nào mà đang trong cái tuổi mà tìm mãi mà chưa thấy người yêu, hoặc là rất muốn kích hoạt thêm cái yếu tố đào hoa cho bản thân mình để tăng thêm cái sự may mắn trong tình duyên chẳng hạn, thì đây chính là một trong những cái món vật phẩm hàng đầu luôn. Vậy chúng ta sẽ kích hoạt tình duyên, kích hoạt đào hoa cho tuổi đó như thế nào? Thì trong thuật phong thủy thì sẽ có cái phương án là kích hoạt phương vị đào hoa theo phương vị thần sát. Chúng ta có cái phương vị đào hoa xét theo bộ tam hợp. Chúng ta biết rằng là thân tí thìn thì đào hoa cư dậu, rồi là hợi mão mùi thì đào hoa cư tí, rồi là tị dậu sửu thì đào hoa cư ngọ, rồi là dần ngọ tuất thì đào hoa cư mão. Tức là sao ạ? Tức là những cái tuổi là thân tí thìn thì sẽ đào hoa cư dậu, tức là đào hoa tại phương vị dậu là phương vị chính tây ở trong gia đình chúng ta. Thì quý vị cũng có thể là xem kỹ ở cái phần bảng thể hiện ở trên cái hình ảnh video nhé. Rồi là tị dậu sửu thì đào hoa cư ngọ, tức là tại phương vị chính nam ở trong cái phòng ngủ nhé. Ở đây Đức Trung đang nói cái phòng ngủ của người đấy nhé, bởi vì rằng là phòng ngủ là không gian riêng tư. Do vậy rằng là chúng ta muốn kích hoạt đào hoa cho tuổi nào thì chúng ta sẽ xác định cái phương vị đào hoa của tuổi đó ở trong cái phòng riêng của họ, thì ở đây chính là cái phòng ngủ. Rồi tiếp nữa là tị dậu hợi mão mùi nhỉ, hợi mão mùi thì đào hoa cư tí, tức là tại cái phương vị chính bắc ở trong ngôi nhà. Rồi cuối cùng là dần ngọ tuất thì đào hoa cư mão, tức là tại phương vị chính đông nhé. Quý vị cũng có thể là xem kỹ cái phần bảng hướng dẫn về phương vị đào hoa ở hiển thị ở trên cái màn hình máy tính. Quý vị có thể dừng lại để xem thật kỹ và lấy giấy bút ghi chép lại, thì chúng ta sẽ xác định được cái phương vị đào hoa theo tuổi. Tại cái phương vị này thì chúng ta sẽ tiến hành là treo cái đồng hồ hoa mẫu đơn này theo phương án 5 tháng ngày giờ mà Phong Thủy Nguyên xem cho nhé. Thì chúng ta sẽ kích hoạt cái phương vị đào hoa để vượng lên, thì có lẽ là trong quãng thời gian cũng ngắn thôi là tự khắc sẽ thấy rằng là cái tình duyên của người đó trở nên là may mắn hơn, bản thân họ cũng trở thấy mình dễ mến hơn, và dĩ nhiên là thu hút những người đối diện trước đó rồi nhé. Đấy là cái phương pháp đầu tiên, là kích hoạt phương vị đào hoa dành cho những cá nhân, hoặc là cho cặp vợ chồng thì cũng vậy thôi, kích hoạt ở trong phòng ngủ và xác định cái phương vị đào hoa cho tuổi vợ hoặc cho tuổi chồng. Thì tùy theo tuổi vợ, tuổi chồng nằm trong bộ tam hợp nào thì chúng ta sẽ tìm ra được cái phương vị đào hoa xét theo cái tuổi đó nhé. Nếu như quý vị mà không có nắm bắt được cái cách xác định phương vị đào hoa này thì nên để lại số điện thoại và họ tên dưới phần bình luận nhé, để đội ngũ trợ lý sẽ kết nối cũng như hướng dẫn quý vị một cách là chi tiết hơn. Tiếp theo chúng ta sẽ làm cách nào để kích hoạt hòa hợp cho cả gia đình. Thế bây giờ là cả gia đình muốn có sự hòa hợp và trở nên mọi người yêu thương nhau thì làm nào kích hoạt? Thì có một cách rất là tuyệt vời mà chúng ta có thể kích hoạt được, đó chính là tìm ra được cái phương vị mà kích hoạt đào hoa cho cả gia đình theo tiên khí.
Chúng ta biết rằng là theo huyền không phi tinh thì sao cửu tử, tức là sao số 9, là sao hữu bật, là cái sao chủ về hỷ khánh, chủ về thêm đinh thêm người, chủ về nhân duyên đào hoa, chủ về sự may mắn, hòa hợp và vui vẻ. Do vậy rằng là nếu như chúng ta tìm được cái vị trí mà sao cửu tử đáo đến hàng năm trong phòng khách của gia đình chúng ta, nhớ nhé, nếu kích hoạt cho cá nhân hoặc cho vợ chồng thì kích hoạt trong phòng ngủ, còn kích hoạt cho cả gia đình thì chúng ta kích hoạt trong phòng khách, chúng ta sẽ xác định được cái phương vị mà sao cửu tử, tức là sao chiếu 9 trong cái đồ hình thủ tinh đáo đến hàng năm. Tại phương vị này chúng ta sẽ di chuyển cái đồng hồ này đặt tại phương vị đó. Tiết lộ cho quý vị và các bạn, trong năm 2020 thì thất xích phá quân nhập trung cung, đúng không ạ? 789 thì phương vị mà sao cửu tử đáo đến chính là phương vị Tây ở trong phòng khách nhà chúng ta. Không nhất thiết phải là chính Tây nhé, bởi vì là Tây nó bao gồm 3 sơn hướng là Canh, Dậu, Tân, thì bất cứ là phương vị nào trong phương vị Tây này đều được. Cả một cung 45 độ thì chúng ta đều có thể treo được cái đồng hồ này. Vậy thì sang năm 2021 Tân Sửu thì phương vị mà sao cửu tử đáo đến nó sẽ đáo đến đâu? Thì năm 2021 thì lục bạch vũ khúc nhập vào trung cung. Chúng ta phi tinh ra chúng ta sẽ thấy là 6, 7, 8, 9. Cửu tử nó sẽ đáo đến phương Đông Bắc ở trong gia đình chúng ta. Phương Đông Bắc bao gồm 3 sơn hướng là Sửu, Cân, Dần, thì chúng ta sẽ treo chiếc đồng hồ Hoàng Mẫu Đơn này tại phương vị Đông Bắc ở trong phòng khách nhé. Nếu như quý vị và các bạn cũng thấy khó về không biết cách xác định phương vị này như thế nào ấy, thì cũng để lại họ tên và số điện thoại xuống dưới phần bình luận, thì đội ngũ trợ lý cũng sẽ kết nối và hướng dẫn quý vị một cách chi tiết hơn. Đó là cách mà chúng ta sẽ tìm ra được cái phương vị đào hoa theo thiên khí, tức là theo sao cửu tử hữu bật hàng năm, để chúng ta kích hoạt hòa hợp cho cả gia đình. Như vậy rằng là cả gia đình chúng ta trở nên vui vẻ hơn. Và đối với những cá nhân mà đang mong muốn là có sự may mắn đào hoa trong cái năm tới thì chúng ta có thể kích hoạt cái phương vị đào hoa này lên sẽ tốt cho cả nhà luôn. Một trong những cái phương án khác để chúng ta sẽ kích hoạt và để đặc biệt là kích hoạt thêm yếu tố về tài lộc cho các cái chủ kinh doanh cơ sở đặc thù, ví dụ như là thẩm mỹ viện, spa, rồi là các cái quán kinh doanh nhà hàng, khách sạn, quán karaoke, quán cà phê, những nơi mà khách khứa kéo đến rất là đông như những cái địa điểm mà Đức Trung có kể trên, thì làm thế nào để chúng ta có thể kích hoạt được cái yếu tố là tăng thêm cái lượng khách hàng, cũng như là tăng thêm nhiều khách hàng mà dễ tính ấy, sẵn sàng trả tiền cho chúng ta, thì làm thế nào chúng ta kích hoạt. Thì đây cũng chính là một trong những món pháp khí mà kích hoạt rất là tốt, trong cái việc chúng ta sẽ sử dụng những cái bộ pháp khí bao gồm là đồng hồ hoa mẫu đơn này, rồi là sử dụng long quy và sử dụng đồng hoa mai để mà kích hoạt thêm yếu tố về vận khí cho cái cửa hàng kinh doanh chúng ta này. Đặc biệt là chiếc đồng hồ hoa mẫu đơn này chúng ta sẽ kích hoạt theo phương vị đào hoa tính theo trạch. Đây sẽ là một trong những kiến thức mới. Chúng ta biết rằng là chúng ta xác định phương vị đào hoa theo nhân khí này, chúng ta xác định phương vị đào hoa theo thiên khí, tức là theo sao cửu tử, và chúng ta sẽ có một khái niệm nữa đó là xác định phương vị đào hoa theo trạch khí. Theo trạch khí thì phương pháp kích hoạt như nào thì quý vị nên để lại số điện thoại ở dưới phần bình luận để đội ngũ trợ lý sẽ tư vấn thật kỹ để xác định chính xác cái phương vị đào hoa này. Bởi vì rằng là nếu như chúng ta không có hiểu thuật phong thủy ở đây thì rất dễ mà chúng ta kích hoạt nhầm thì nó không có cát. Mà Đức Trung sẽ tiết lộ cho quý vị và các bạn có một cái phương án khác nữa, đó chúng ta sẽ kích hoạt phương vị đào hoa theo trạch khí thì nó sẽ tăng cái yếu tố về vận khí cho cái cơ sở kinh doanh của chúng ta trở nên tốt hơn. Spa, thẩm mỹ viện, nhà hàng ăn uống, rồi là kinh doanh quán karaoke hoặc là cà phê, những nơi mà có yếu tố về hưởng thụ giải trí thì sẽ kích hoạt thêm rất là tốt. Thì cái bộ pháp khí mà Đức Trung có nhắc đến bao gồm đồng hồ hoa mẫu đơn, linh vật long quy và những đồng hoa mai thì chúng ta sẽ kích hoạt rất là vượng khí. Và quý vị nên để lại số điện thoại những ai mà kinh doanh nhà hàng hay là những cái địa điểm kinh doanh, cơ sở kinh doanh đặc thù mà Đức Trung có nhắc đến trên, thì hãy để lại số điện thoại dưới phần bình luận thì để được tư vấn một cách chi tiết hơn, cũng như rằng là hướng dẫn các quý vị cách có thể kích hoạt một cách chi tiết nhất. Đây là một trong những vật phẩm rất đặc biệt và rất nhiều cái cảm hứng mà Đức Trung cũng như thầy Tam Nguyên cũng như là các đội ngũ nghiên cứu sản phẩm tại Phong Thủy Tam Nguyên có sản xuất và đưa vào ứng dụng trong phong thủy. Và đây cũng chính là món vật phẩm mà rất nhiều các bạn trẻ cũng như rất nhiều các quý vị anh chị ngóng chờ để mà làm thế nào để tôi kích hoạt và tăng thêm yếu tố về nhân duyên đào hoa cho tôi để tôi có người yêu, đúng không ạ? Và đây chính là món vật phẩm mà quý vị đang mong chờ. Hãy để lại số điện thoại dưới phần bình luận để đội ngũ trợ lý sẽ tư vấn chi tiết hơn, hoặc kích theo cái đường link ở dưới phần mô tả video để xem chi tiết vật phẩm cũng như là xem giá vật phẩm nhé. Nếu quý vị yêu thích thì có thể đặt mua ngay trên website thì đội ngũ trợ lý sẽ kết nối và gửi vật phẩm về tận nhà thông qua đường chuyển phát nhanh. Quý vị cũng có thể đến trực tiếp tại Hà Nội, tại Thành phố Hồ Chí Minh và tại Đà Nẵng để trải nghiệm vật phẩm cũng như được tư vấn chi tiết. Đức Trung xin cảm ơn cũng như là sẽ hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo để chia sẻ đến quý vị và các bạn những món vật phẩm tuyệt vời nhất. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.